tải và thông tin. Cứ ứng với mỗi chức năng đó thì các cái nhà quản trị của cung ứng họ sẽ có các cái quyết định liên quan, chẳng hạn như là mình nhắc lại thôi để chúng ta nắm lại lần nữa, liên quan đến vấn đề sản xuất á, thì các cái nhà quản trị này người ta cần phải xác định vấn đề là thị trường cần có sản phẩm gì, rồi sản phẩm được sản xuất khi nào và số lượng bao nhiêu. Thì khi mà họ ra các cái quyết định liên quan đến vấn đề sản xuất thì nó sẽ có các cái hoạt động liên quan. Thì tí nữa mình sẽ giới thiệu cho các em là khi mà ra quyết định liên quan là về thị trường cần có sản phẩm gì, rồi sản phẩm được sản xuất khi nào, số lượng bao nhiêu, thì họ sẽ có cái hoạt động liên quan cho cái vấn đề sản xuất này như thế nào. Rồi cái thứ hai là liên quan đến vấn đề tồn kho, thì các cái nhà quản trị cũng cần phải có các cái vấn đề là ra quyết định liên quan, chẳng hạn như là hàng tồn kho nào sẽ được tồn kho, sẽ được tồn trữ ở mỗi giai đoạn trong chuỗi cung ứng, rồi mức tồn kho là bao nhiêu cho nguyên vật liệu này, bán thành phẩm, rồi xác định mức độ tồn kho và điểm tái đặt hàng tốt nhất là bao nhiêu. Thì chúng ta cũng phải có các cái hoạt động liên quan đến vấn đề quản trị tồn kho. Thì các cái hoạt động liên quan trong quản trị tồn kho đó thì mình sẽ giới thiệu cho các em các hoạt động, đồng thời chủ yếu là chúng ta sẽ thực hiện mô phỏng trong thực hành, để cho chúng ta biết được rằng là gì. Nôm na là khi mà chúng ta làm trong bộ phận chuỗi cung ứng thì chúng ta làm những cái gì, chúng ta vận hành như thế nào, thì nôm na sẽ được thực hành trong vấn đề mô phỏng. Cái thứ ba liên quan đến hoạt động chuỗi cung ứng đó là gì, là địa điểm. Cái thứ tư vận tải và thông tin, đó chúng ta lưu ý là gì, năm cái. Thực ra thì tôi đang cân nhắc về vấn đề là chúng ta sẽ có các cái câu hỏi trắc nghiệm, chắc là phải có thêm các cái câu hỏi trắc nghiệm ở trong cái bài thi. Tại trước đây thì tôi chưa có câu hỏi trắc nghiệm, mà tôi chỉ tập trung vào vấn đề là thực hành mà thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì cấu trúc của khoa cũng yêu cầu cấu trúc của một đề thi thì gồm có hai phần, đó là lý thuyết và tự luận. Thì lý thuyết thì mình sẽ hỏi các em dưới dạng các cái câu hỏi trắc nghiệm mà thôi, cũng giống như các cái môn học trước các em tham gia mình, chẳng hạn như thanh toán quốc tế, nghiệp vụ ngoại thương. Thì cái môn quản trị chuỗi cung ứng các em lưu ý là gì, chúng ta cũng sẽ có các cái câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới vấn đề là môn học quản trị chuỗi cung ứng, và chúng ta có một phần liên quan đến tự luận. Thì những cái vấn đề liên quan đến quản trị chuỗi cung ứng thì mình có thể hỏi cho các em, mục đích là gì, để cho chúng ta nắm lại cái lý thuyết về quản trị chuỗi cung ứng là gì. Nếu nha, chẳng hạn như là tôi có thể hỏi các em chẳng hạn hoạt động chuỗi cung ứng gồm có bao nhiêu hoạt động, bao nhiêu chức năng, thì chúng ta cũng phải để đo cho chúng ta nắm lại được rằng là gì, có năm chức năng, đó là gì, sản xuất, tồn kho, địa điểm, vận tải và thông tin. Nhớ nha, mình nhắc lại một lần nữa, liên quan đến vấn đề là thi. Cái phần tiếp theo mà mình muốn trình bày cho các em trong cái vấn đề liên quan đến tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng đó là gì, những cái đối tượng tham gia trong trong chuỗi cung ứng thì gồm những ai, đúng không ạ? Thì với một cái chuỗi, chúng ta thấy slide, chúng ta vẫn thấy slide chứ? Dạ thấy ạ. Rồi rồi, cảm ơn. Thì có hai cái hình thức, thật ra chuỗi cung ứng hiện nay thì nó có hai hình thức, là một cái hình thức gọi là đơn giản, và một hình thức là mở rộng, hay người ta có thể sử dụng một cái thuật ngữ là phức tạp. Thì với cái hình thức đơn giản trên slide thì chúng ta thấy rằng là gì, nôm na là hình thức đơn giản nhất đó, thì một chuỗi cung ứng bao gồm thứ nhất là gì, công ty, thứ hai là các nhà cung cấp, và thứ ba là gì, khách hàng của công ty đó. Thì đây là tập hợp những cái đối tượng tham gia, nôm na chúng ta hiểu là cơ bản đó, để tạo ra một cái chuỗi cung ứng cơ bản. Thì những cái chuỗi cung ứng mở rộng thì có ba loại đối tượng tham gia truyền thống. Loại thứ nhất đó là gì, nôm na ở đây, đây là cái loại mà cơ bản nhất. Còn một cái hình thức thứ hai là cái hình thức gọi là mở rộng. Thì những cái chuỗi cung ứng mở rộng mà thì có ba loại đối tượng tham gia truyền thống, vẫn có ba loại đối tượng tham gia truyền thống, đó là gì, công ty, nhà cung cấp và khách hàng.
Thì loại thứ nhất liên quan tới vấn đề là nhà cung cấp của các nhà cung cấp, hay còn gọi là nhà cung cấp đầu tiên mà trên slide này chúng ta thấy là gì? Loại thứ nhất là nhà cung cấp của nhà cung cấp, hay là nhà cung cấp đầu tiên ở vị trí bắt đầu của chuỗi cung ứng mở rộng, đúng không ạ? Chúng ta thấy này, nó ở vị trí cuối cùng của nhà vị trí đầu tiên á của chuỗi cung ứng mở rộng. Loại thứ hai trong cái chuỗi cung ứng mở rộng là khách hàng của khách hàng, hay khách hàng cuối cùng, đúng không? Khách hàng của khách hàng hay khách hàng cuối cùng, thì chúng ta thấy ở bên này thì nôm na là loại thứ hai. Và loại thứ ba là tổng thể các công ty cung cấp dịch vụ cho những công ty khác trong chuỗi cung ứng. Đây chúng ta thấy là các cái công ty cung cấp dịch vụ khác trong chuỗi cung ứng, thì đây là các cái công ty mà họ cung cấp dịch vụ về hậu cần này, về tài chính này, về tiếp thị này, về công nghệ thông tin này. Thì nôm na chúng ta có thể hiểu được rằng làm trong vấn đề là mở rộng thì nó gồm có ba loại. Ở cái hình thức đơn giản nhất thì nó chỉ có, cũng là ba loại truyền thống, nhưng mà chỉ có là gì? Nhà cung cấp, công ty và khách hàng. Còn ở đây hình thức mở rộng thì chúng ta, tôi nói lại là gì? Nó có là gì? Loại một là gì? Nhà cung cấp của các nhà cung cấp, có nghĩa rằng là có rất là nhiều cái nhà cung cấp tham gia trong chuỗi cung ứng đó, bao gồm có nhà cung cấp đầu tiên. Nôm na là gì? Nhà cung cấp đầu tiên có thể là gì? Nhà cung cấp nguyên vật liệu cho các cái nhà cung cấp mà sản xuất ra sản phẩm, là bán thành phẩm, đúng không? Các nhà sản xuất, các cái nhà cung cấp bán thành phẩm này sau khi sản xuất ra xong, họ sẽ cung cấp cho gì? Cái công ty đó, công ty đó họ sẽ lắp ráp ra thành phẩm. Rồi cái loại thứ hai là khách hàng của các khách hàng, hay khách hàng cuối cùng, thì nôm na chúng ta hiểu là gì? Khách hàng ở đây, nôm na chúng ta, khách hàng cuối cùng chính là người tiêu dùng chúng ta, đúng không? Còn khách hàng ở đây, trong cái giai đoạn giữa gì, công ty và khách hàng cuối cùng, thì nôm na chúng ta hiểu đó là gì? Các cái nhà phân phối này, đúng không? Họ cũng mua nguyên, họ cũng mua thành phẩm từ cái công ty đó, đúng không ạ? Nhưng mà cái đối tượng khách hàng của họ không phải là gì? Khách hàng cuối cùng, mà đối tượng của khách hàng của họ đối với nhà sản xuất là ai? Chính là các nhà bán lẻ. Thì nôm na chúng ta có thể hiểu là loại thứ hai là gì? Khách hàng của các khách hàng. Có nghĩa rằng là có rất là nhiều loại khách hàng tham gia trong cái quản trị chuỗi cung ứng này. Ngoài ra, khác với vấn đề truyền thống, truyền thống thì chúng ta chỉ thấy ba loại thôi, đó là công ty, nhà cung cấp và khách hàng. Còn ở đây thì cái loại thứ ba nó còn có thêm một cái, các cái công ty cung cấp dịch vụ cho những cái công ty khác trong chuỗi cung ứng. Thì đây là các cái công ty mà cung cấp dịch vụ liên quan đến vấn đề là hậu cần này, tài chính này, tiếp thị và công nghệ thông tin. Thực ra thì cứ mỗi phần thì tôi cố gắng lặp đi lặp lại 2-3 lần để cho chúng ta có thể nắm được, tại vì chúng ta học online thì tôi cũng không biết rằng là chúng ta có thắc mắc hay khác, hay là chúng ta có tập trung hay hơn trên lớp mà thôi. Do đó thì chúng ta cần lưu ý rằng là tôi cứ nhắc đi nhắc lại để chúng ta có thể hiểu cụ thể hơn. Rồi tiếp theo là những đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng, thì với cái hình thức đơn giản và cái hình thức phức tạp, thì chúng ta thấy rằng là gì? Hiện nay những cái đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng thì bao gồm, thứ nhất đó là gì? Nhà sản xuất này. Ở đây chúng ta, tôi lấy cái hình ở trên đây. Thứ nhất là gì? Nhà sản xuất. Thứ hai là nhà phân phối. Thứ ba, nhà bán sỉ. Thứ tư, nhà bán lẻ. Và cuối cùng là khách hàng cá nhân, hay là khách hàng, khách hàng có thể là gì? Cá nhân, hay là khách hàng ở đây có thể là gì? Tổ chức. Thì nôm na chúng ta có thể hiểu rằng là gì? Có 5 đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng. Thứ nhất là gì? Nhà sản xuất. Thứ hai là nhà phân phối. Thứ ba là nhà bán lẻ. Thứ tư là nhà khách hàng. Thứ năm đó là gì? Nhà cung cấp dịch vụ. Thì nhà sản xuất thì chúng ta biết rồi, là các cái tổ chức sản xuất ra sản phẩm. Thì nhà sản xuất bao gồm là những cái công ty, đúng không ạ? Sản xuất ra nguyên vật liệu này, rồi công ty sản xuất ra bán thành phẩm này, công ty sản xuất ra thành phẩm, hay chúng ta có cái nhà sản xuất ở đây có thể là gì? Nhà cung cấp của nhà cung cấp của nhà cung cấp, đúng không ạ? Chẳng hạn như lúc nãy chúng ta coi ở PepsiCo thì người ta gọi là upstream, có nghĩa là dòng trên. Dòng trên thì bao gồm là gì? Các cái nhà cung cấp, các cái nhà sản xuất, thì họ có thể là gì? Họ sản xuất ra nguyên vật liệu này, sản xuất ra bán thành phẩm này, sản xuất ra thành phẩm. Rồi tôi lấy ví dụ như là các nhà sản xuất nguyên vật liệu như là khai thác khoáng sản này, rồi khoan tìm dầu khí này, gỗ này, hoặc là các cái nguyên vật liệu đầu vào cho các cái nhà sản xuất khác.
đúng không ạ? Rồi các cái nhà sản xuất thành phẩm thì họ sẽ sử dụng nguyên vật liệu từ các cái nhà sản xuất nguyên vật liệu, hoặc là gì, các cái nhà sản xuất ra các cái bộ phận linh kiện để cho cái nhà sản xuất đó lắp ráp ra thành phẩm, thì nôm na chúng ta có thể coi là gì, nhà sản xuất. Cái thứ hai, một cái đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng đó là gì, nhà phân phối. Thì nhà phân phối là những cái công ty, nôm na chúng ta hiểu được rằng khi mà chúng ta học ở môn quản trị sản xuất á, thầy cũng chắc cũng phải nói là những cái công ty tồn trữ hàng với số lượng lớn từ nhà sản xuất, thì để trở thành nhà phân phối, nôm na là gì, họ sẽ mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất. Thì nhà phân phối với nhà bán lẻ khác nhau ở chỗ nào, thì nôm na chúng ta có thể hiểu là nhà phân phối họ sẽ mua cái số lượng rất là lớn từ nhà cung cấp và cái đối tượng từ nhà sản xuất, và cái đối tượng mà họ bán không phải là khách hàng cuối cùng. Tại vì chúng ta lưu ý rằng khách hàng cuối cùng thì họ mua chỉ với số lượng rất là ít, 1, 2, 3, 4, 5, 6 thôi. Còn vấn đề là cái khách, đối tượng khách hàng của nhà phân phối phải là gì, các nhà bán lẻ họ mua lại để mà gì, cung cấp ra cho nhà bán lẻ. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì, ở trong thực tế thì nhà phân phối cũng được xem là gì, nhà bán sỉ. Nhà phân phối thì họ bán sản phẩm cho những nhà kinh doanh khác với số lượng lớn hơn với khách hàng mua lẻ. Rồi do sự biến động nhu cầu về sản phẩm, nhà phân phối phải tồn trữ hàng hóa, thực hiện bán hàng và phục vụ khách hàng. Thì hôm nay chúng ta hiểu đó là gì, có một cái ông tham gia trong cái hoạt động chuỗi cung ứng này, gọi là nhà phân phối. Một cái đối tượng thứ ba tham gia trong cái chuỗi cung ứng này đó là nhà bán lẻ, đúng không ạ? Thì nhà bán lẻ tồn trữ sản phẩm và bán cho khách hàng với số lượng nhỏ hơn, nôm na là gì, bán cho khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng là chúng ta đó. Thì có một cái đặc điểm là gì, nhà bán lẻ trong khi bán hàng họ sẽ cũng nắm bắt ý kiến và nhu cầu của khách hàng rất chi tiết, và do nỗ lực chính là thu hút khách hàng đối với những sản phẩm mình bán, nhà bán lẻ thường quảng cáo và sử dụng một số kỹ thuật kết hợp với giá cả, sự lựa chọn và sự tiện dụng của sản phẩm. Thì nôm na chúng ta hiểu đó là gì, nhà bán lẻ, chức năng cũng như nhiệm vụ của họ tham gia trong cái chuỗi cung ứng này là gì. Rồi đối tượng thứ tư trong cái tham gia trong cái chuỗi cung ứng đó là khách hàng. Thì khách hàng hay là chúng ta hay sử dụng cái thuật ngữ là gì, người tiêu dùng đó, là bất kỳ cá nhân tổ chức nào mua và sử dụng sản phẩm. Rồi khách hàng là tổ chức thì có thể mua một sản phẩm để kết hợp với sản phẩm khác rồi bán chúng cho khách hàng khác là người sử dụng sản phẩm sau, mua sản phẩm về tiêu dùng. Thì hôm nay chúng ta hiểu là khách hàng hay là người tiêu dùng thì có thể là gì, bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào mua và sử dụng sản phẩm. Thì đó là về cái đối tượng tiếp theo trong tham gia trong hoạt động chuỗi cung ứng khách hàng. Một trong những cái đối tượng khác mà trong cái chuỗi cung ứng mở rộng chúng ta thấy đó, đúng không ạ, đó là gì, nhà cung cấp dịch vụ. Thì nhà cung cấp dịch vụ đó là những cái tổ chức cung cấp dịch vụ cho nhà sản xuất này, nhà phân phối này, nhà bán lẻ và khách hàng. Rồi nhà cung cấp dịch vụ thì có những cái chuyên môn và kỹ năng đặc biệt ở một hoạt động riêng biệt trong chuỗi cung ứng. Chính vì thế họ có thể thực hiện những cái dịch vụ này hiệu quả hơn và với mức cái giá tốt hơn so với chính các cái nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ hay người tiêu dùng. Tôi lấy ví dụ như là hiện nay thì các cái nhà dịch vụ cung cấp các cái dịch vụ cho các nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ, khách hàng rất là phát triển ở trong cái chuỗi cung ứng, chẳng hạn như là các cái nhà cung cấp dịch vụ về vận chuyển này, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là hiện nay thì trong vấn đề là logistics hay vận chuyển, đặc biệt là vấn đề là khi mà cái thương mại điện tử phát triển rất là mạnh, thì vai trò của các cái nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển đóng vai trò rất lớn trong cái hoạt động chuỗi cung ứng của các cái thương mại điện tử đó, chúng ta thấy không? Thì chúng ta có thể coi như là một cái. Ngoài ra thì ngoài cái vấn đề là cung cấp dịch vụ vận chuyển đi, thì nhà cung cấp dịch vụ còn có thể gì, cung cấp về, tôi lấy ví dụ như về tài chính này, chẳng hạn như là cung cấp các dịch vụ như là cho vay này, hoặc là phân tích tín dụng và thu các khoản nợ đáo hạn, đó chính là ngân hàng, công ty định giá tín dụng và công ty thu nợ. Thì hiện nay các cái nhà cung cấp dịch vụ về tài chính cũng tham gia rất là sôi nổi trong cái hoạt
hoạt động chuỗi cung ứng. Thì nôm na chúng ta có thể hiểu được là gì, liên quan tới cái đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng này thì gồm có 5 đối tượng. Thứ nhất là gì, nhà sản xuất, thứ hai là gì, nhà phân phối, thứ ba là gì, nhà bán lẻ, thứ tư là gì, nhà khách hàng, và cuối cùng là gì, các cái nhà cung cấp dịch vụ chúng ta cần phải nắm. Rồi, tiếp theo thì cái tiếp theo trong cái tổng quan về chuỗi cung ứng này đó là lúc đầu tôi cũng trình bày cho các em rồi, là chúng ta ứng dụng cái quản trị chuỗi cung ứng này trong cái chiến lược kinh doanh. Thì ở chương này thì chúng ta cần nắm thứ nhất là liên quan đến vấn đề là khái niệm định nghĩa về chuỗi cung ứng là gì, quản trị chuỗi cung ứng là gì. Các em có thể thực ra thì trong tài liệu thì mình đã biên soạn rất là kỹ, chúng ta có thể đọc thêm. Cái thứ hai là liên quan đến vấn đề là hoạt động chuỗi cung ứng, thì chúng ta cần phải nắm được là hoạt động chuỗi cung ứng thì gồm có năm cái chức năng, hay còn gọi là năm cái tác nhân thúc đẩy trong một cái hoạt động chuỗi cung ứng, đó là gì. Thứ nhất là sản xuất, thứ hai là tồn kho, thứ ba là địa điểm, thứ tư vận chuyển, và thứ năm là công nghệ thông tin. Cái phần thứ ba liên quan tới cái đối tượng tham gia trong hoạt động chuỗi cung ứng thì chúng ta cũng cần phải nắm được cho tôi rằng là gì, có năm đối tượng tham gia trong hoạt động chuỗi cung ứng. Thứ nhất là gì, nhà sản xuất, thứ hai là gì, nhà phân phối, thứ ba là gì, nhà bán lẻ, thứ tư là gì, khách hàng, và cuối cùng là gì, các cái nhà cung cấp dịch vụ. Một phần nữa trong cái tổng quan về chuỗi cung ứng này, mình muốn giới thiệu cho các em là ứng dụng về quản trị chuỗi cung ứng trong chiến lược kinh doanh của một công ty như thế nào. Thì hiện nay thì người ta đang ứng dụng như thế nào, thì để điều chỉnh chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh, các em lưu ý là gì, khi mà quản trị chiến lược, khi mà xây dựng chiến lược phát triển cho công ty dài hạn hay ngắn hạn, thì người ta cũng nhắc tới, hoặc là người ta cũng nâng cao cái vai trò của quản trị chuỗi cung ứng trong vấn đề là chiến lược kinh doanh. Thì để điều chỉnh chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh thì hiện nay thì công ty cần phải thực hiện ba cái thao tác mà chúng ta cần nắm. Ở đây thì mình hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là bước thứ nhất là gì, hiểu được thị trường. Đây bước một, chúng ta vẫn thấy cái slide mình mô phỏng chứ đúng không. Bước một đó là hiểu thị trường mà công ty phục vụ. Bước hai đó là liên quan đến vấn đề là gì, xác định cái thế mạnh hay khả năng cạnh tranh cốt lõi của công ty và vai trò công ty có thể thực hiện trong việc phục vụ thị trường. Và bước ba đó là gì, phát triển khả năng cần thiết trong chuỗi cung ứng để hỗ trợ vai trò mà công ty chúng ta đã chọn. Thì đây là ba cái bước để điều chỉnh cái chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh. Công ty cần thực hiện ba bước. Bước một đó là gì, hiểu thị trường mà công ty chúng ta phục vụ. Thứ hai đó là gì, xác định năng lực cạnh tranh cốt lõi của công ty. Thứ ba là gì, phát triển năng lực cần thiết trong chuỗi cung ứng. Thì nôm na liên quan tới vấn đề là hiểu thị trường mà công ty phục vụ. Liên quan đến vấn đề này thì chúng ta cần phải bắt đầu từ các cái câu hỏi về khách hàng của công ty, chẳng hạn như là loại khách hàng phục vụ, rồi loại khách hàng bán sản phẩm, rồi loại chuỗi cung ứng của công ty. Trả lời được các cái câu hỏi này thì cho biết chuỗi cung ứng công ty phục vụ và làm nổi bật cái tính đáp ứng hay tính hiệu quả. Thì để làm rõ các yêu cầu đối với khách hàng mà công ty phục vụ thì cần phải xác định những cái vấn đề sau liên quan tới cái bước một này. Thứ nhất là gì, khối lượng sản phẩm cần thiết cho mỗi lô hàng, rồi thời gian đáp ứng để khách hàng hài lòng, rồi đa dạng hóa sản phẩm cần thiết, rồi mức độ phục vụ yêu cầu, giá cả của sản phẩm, mức độ mong muốn thay đổi sản phẩm. Thì ở cái bước một này thì để hiểu được thị trường thì công ty cần phải xác định được các cái vấn đề, chẳng hạn như là khối lượng sản phẩm cần thiết cho mỗi lô hàng mà chúng ta cần đặt để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thứ hai là gì, cái thời gian đáp ứng để khách hàng hài lòng, có nghĩa là gì, khi đặt hàng thì chúng ta cần phải đáp ứng cái thời gian mà đáp ứng cái nhu cầu đó. Người ta sử dụng cái thuật ngữ là just in time đó, hiện nay trong chuỗi cung ứng người ta hay sử dụng, đó là gì, kịp, chẳng hạn như là đúng lúc đúng nơi, kịp thời
thời và đa dạng hóa sản phẩm cần thiết là có nghĩa rằng là gì, chúng ta phải đẩy mạnh vào vấn đề là phát triển sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay, rồi đặc biệt là nâng cao cái mức độ phục vụ, đúng không ạ? Rồi ngoài ra thì một trong những cái yếu tố có thể quyết định thành công trong vấn đề là bán hàng đó là chúng ta phải đi giá cả của sản phẩm, nôm na liên quan vấn đề định giá sản phẩm như thế nào để phù hợp với nhu cầu của thị trường, đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Rồi đó là liên quan tới cái bước 1. Bước 2 thì nó gọi là xác định năng lực cạnh tranh của cốt lõi của công ty. Thì thực ra cái phần này á, mình giới thiệu cho các em nắm để chúng ta biết được rằng là cái tầm chiến lược á, thì khi mà xác định thiết lập chuỗi cung ứng trong chiến lược kinh doanh á, thì người ta cần phải xác định những vấn đề gì. Thứ hai, liên bước thứ hai là gì? Họ sẽ xác định được cái năng lực cạnh tranh cốt lõi của công ty. Về cái xác định vai trò của công ty trong chuỗi cung ứng liên quan tới vấn đề là năng lực cạnh tranh á, thì người ta cần phải xác định được các cái vấn đề, chẳng hạn như là công ty là đối tượng tham gia là công ty là đối tượng tham gia nào trong chuỗi cung ứng, có nghĩa là chúng ta phải xác định vai trò của chúng ta trong chuỗi cung ứng là gì. Thứ nhất là gì, chúng ta là nhà sản xuất hay là chúng ta là nhà phân phối hay là chúng ta là nhà bán lẻ hay là gì, là nhà cung cấp dịch vụ, thì chúng ta cần phải xác định được cái đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng của chúng ta, công ty chúng ta là gì. Cái thứ hai đó là gì, công ty có thể làm gì để trở thành một bộ phận của chuỗi cung ứng. Hiện nay chúng ta thấy rằng là gì, để tham gia một chuỗi cung ứng toàn cầu của một tập đoàn nào đó thì cần phải gì, xác định năng lực cạnh tranh cốt lõi của công ty, dẫn đến là gì, chúng ta cần phải hiểu rõ được là gì, công ty có thể làm gì để trở thành một bộ phận của chuỗi cung ứng, tham gia được một cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện nay thì một số công ty của Việt Nam đã tham gia được các cái chuỗi cung ứng toàn cầu của các cái tập đoàn lớn như là Coca-Cola, hay là chúng ta thấy rằng giống như là các cái nhà sản xuất chẳng hạn như là công nghiệp nhẹ đó, linh kiện đó, thì hiện nay một số các công ty của Việt Nam đã tham gia được chuỗi cung ứng toàn cầu, chẳng hạn như tôi lấy ví dụ như của Apple, thì chúng ta cũng đã sản xuất ra một số các cái linh kiện có thể cung cấp cho Apple trong vấn đề là gì, lắp ráp ra thành phẩm. Thì ở đây xác định cái năng lực cạnh tranh cốt lõi của công ty thì chúng ta cần phải xác định được vấn đề là gì, công ty có thể làm gì để trở thành một bộ phận của chuỗi cung ứng. Cái thứ hai đó là gì, khả năng cạnh tranh cốt lõi của công ty là gì, đúng không ạ? Hiện nay thì có rất là nhiều nhà cung cấp các cái linh kiện cho các cái tập đoàn tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các cái tập đoàn lớn trên toàn thế giới. Thì chúng ta cần phải xác định được cái khả năng cốt lõi của công ty là gì. Thì thực ra đây là nó mang cái tính chiến lược thôi, thì tụi mình giới thiệu sơ cho các em. Còn vấn đề là trong suốt các môn học này thì tôi chỉ tập trung vào các cái vấn đề làm hoạt động của chuỗi cung ứng, rồi các hoạt động liên quan trong cái vấn đề là chuỗi cung ứng là gì, để chúng ta có một cái khái niệm cơ bản. Còn vấn đề là nếu mà chúng ta muốn học chuyên sâu, chẳng hạn như học về thạc sĩ thì về quản trị cung ứng như thời xưa tôi học thì lại tập trung vào vấn đề là gì, thiết lập chuỗi cung ứng trong chiến lược kinh doanh, thì nó khá là phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải thứ nhất là phải có một cái kiến thức kết hợp bởi nhiều môn học khác nhau, cái thứ hai là chúng ta phải có thời gian để chúng ta nghiên cứu sâu hơn. Tuy nhiên thì ở đây thì tôi chỉ giới thiệu cho các em biết được rằng là gì, thiết lập một cái chuỗi cung ứng trong chiến lược kinh doanh của một công ty là như thế nào. Rồi liên quan đến vấn đề là xác định năng lực cạnh tranh ở bước 2, thì ngoài cái vấn đề là gì, công ty phải xác định đối tượng tham gia nào trong chuỗi cung ứng, mình là đối tượng tham gia nào trong chuỗi cung ứng là gì. Cái thứ hai là công ty có thể làm gì để trở thành một bộ phận của chuỗi cung ứng. Cái thứ ba là gì, khả năng cạnh tranh cốt lõi của công ty là gì. Và cái thứ tư, chúng ta cần phải xác định là gì, công ty muốn lợi nhuận bằng cách nào, muốn tạo ra lợi nhuận bằng cách nào, có nghĩa là gì, bán thành phẩm, bán chẳng hạn như là hay cung cấp dịch vụ, hay là tham gia vào cái gì, chuỗi sản xuất, có thể là gì, nhà phân phối hay là nhà bán lẻ hay là gì, nhà sản xuất hay là gì, nhà cung cấp dịch vụ. Thì chúng ta cần phải xác định được là công ty muốn tạo ra lợi nhuận bằng cách nào. Thì chúng ta đó là ở bước 2. Thì nôm na chúng ta hiểu là gì, trả lời hết được những cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ xác định được cái vai trò nào trong chuỗi cung ứng sẽ phù hợp nhất cho công ty, và công ty có thể phục vụ nhiều thị trường và tham gia vào nhiều chuỗi cung ứng khác nhau. Khi mà xác định năng lực cạnh tranh thì chúng ta cần phải trả lời được bốn cái vấn đề lớn đó. Cái bước thứ ba là liên quan tới vấn đề là phát triển khả năng cần thiết trong chuỗi cung ứng. Thì phát triển
khi mà xác định loại thị trường mà công ty đang phục vụ và vai trò của công ty ở cái bước 2 đó, là khi mà chúng ta xác định được cái loại thị trường mà công ty chúng ta đang phục vụ, rồi vai trò công ty trong chuỗi cung ứng, thì cái bước sau cùng là thực hiện việc phát triển năng lực cần thiết để đáp ứng vai trò. Chẳng hạn như là nếu mà chúng ta mỗi khi mà chúng ta xác định được bốn cái câu hỏi trong cái bước 2 rồi, thì chúng ta có thể xác định thử là chúng ta là đối tượng nào trong vấn đề quản trị cung ứng. Từ đó chúng ta sẽ có cái khả năng phát triển năng lực cần thiết để đáp ứng cái chuỗi cung ứng đó một cách hiệu quả. Thì nôm na ở đây thì mình giới thiệu cho các em cái cách thiết lập chuỗi cung ứng trong chiến lược kinh doanh của một công ty thì gồm có 3 bước. Bước 1 liên quan đến vấn đề là gì? Hiểu thị trường mà công ty phải phục vụ. Cái thứ hai là gì? Bước thứ hai liên quan đến vấn đề là xác định năng lực cạnh tranh cốt lõi của công ty, và bước thứ ba là phát triển cái khả năng cần thiết trong chuỗi cung ứng. Thì chúng ta có thể đọc thêm tài liệu để chúng ta hiểu hơn. Tuy nhiên thì trong suốt quá trình học môn học này thì tôi nói rồi, tôi chỉ tập trung vào vấn đề là gì, hoạt động của chuỗi cung ứng như thế nào mà thôi. Rồi được 5 cái chức năng, 5 cái chức năng của hoạt động chuỗi cung ứng gồm có vận tải này, tồn kho này, địa điểm này, rồi vận chuyển và sản xuất và thông tin. Thì nôm na thì trong quá trình hoạt động chẳng hạn như là thì nó sẽ được thực hiện dựa trên cái mô hình SCORE. Thì đây là cái mô hình SCORE. Thì mô hình SCORE thì nôm na nó sẽ có 4 vấn đề để mà giải quyết 5 cái chức năng đó. Thứ nhất là hoạch định thu mua, sản xuất và phân phối. Thì cái buổi sau mình sẽ giới thiệu cho các em vấn đề này. Chúng ta vẫn nghe mình nói chứ? Dạ vẫn nghe. Rồi, thực ra thì cái buổi hôm nay thì mình chỉ giới thiệu tổng quan thôi. Chúng ta đọc tiếp tài liệu sau khi mà mình trình bày rồi. Buổi sau thì tôi sẽ trình bày các hoạt động điều hành chuỗi cung ứng. Thực ra các hoạt động điều hành chuỗi cung ứng này thì nó liên quan tới 5 cái chức năng. Nôm na là nó liên quan tới 5 cái chức năng của hoạt động chuỗi cung ứng. Thì nó sẽ có, hiện nay thì người ta đang sử dụng một cái mô hình là SCORE. Thì thực ra thì chúng ta về đọc trước cái chương 2 và chương 3, tôi sẽ hướng dẫn cho các em buổi sau. Rồi. Buổi hôm nay thì chúng ta cũng không có bài tập gì đâu, mà chúng ta chỉ có, tôi chỉ trình bày về lý thuyết mà thôi. Rồi. Điểm danh nhé. Bạn nào có tên thì báo nha. Được trước hình như là các em lưu ý rằng là từ môn học này thì nhà trường có thông báo rằng là từng buổi học thì tôi phải báo cáo về vấn đề là sĩ số. Do đó thì mình sẽ điểm danh từng buổi học một cho các em lưu ý nghe. Buổi trước, buổi sau thì các buổi thì buổi nào tôi cũng điểm danh đó. Rồi, bạn Đỗ Nguyễn Trường An. Dạ có. Rồi Dương Phạm Tú Anh. Dạ có. Rồi Nguyễn Thị Thục Anh. Rồi Nguyễn Thủy Lan Anh. Dạ có. Phong Quang Tuấn Anh. Dạ có. Phạm Thị Ngọc Bích. Bích có không? Dương Thái Bình.